liên quan đến việc đương kim tổng thống Mỹ tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 22 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ning đã lên tiếng về quyết định này của ông Biden. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ning nhấn mạnh bầu cử tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ của nước Mỹ và tôi không bình luận về vấn đề này. Trước đó vào chiều 21 tháng 7 theo giờ bờ đông nước Mỹ dạng sáng 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống bà Kamala Harris thay thế ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Cũng trong ngày 22 tháng 7, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không thể dự đoán được lối tiếp cận của Phó Tổng thống Kamala Harris với Nga sẽ như thế nào nếu bà này được đề cử làm ứng cử viên của đảng dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ dẫn lời người phát ngôn peskov kênh truyền hình rt đưa tin hiện tại chúng tôi không thể đánh giá khả năng ứng cử của bà harris xét về mặt quan hệ song phương hai nước vì bất kỳ đóng góp nào từ phía bà ấy cho đến nay vẫn chưa được chú ý chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ hành động nào khác của bà ấy dù tích cực hay tiêu cực liên quan đến quan hệ song phương cũng theo ông peskov việc tổng thống biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống không thể là chủ đề ưu tiên trong chương trình nghị sự của Nga, do đây không phải là vấn đề nội bộ của Nga. Ông Peskov nhấn mạnh, chúng tôi không có nhiệm vụ đánh giá các quyết định của tổng thống Mỹ và các ứng cử viên. Tuy nhiên, đại diện điện Kremlin cũng nói rằng những diễn biến gần đây tại chính trường Mỹ sẽ khiến cử tri Mỹ bận tâm. Khi được hỏi liệu giới lãnh đạo Nga có ngạc nhiên trước quyết định rút lui khỏi cuộc đua của tổng thống Biden hay không, ông Peskov trả lời, thành thật mà nói, những gì diễn ra ở Mỹ trong những năm gần đây đã dạy chúng tôi không nên ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì. Ông Peskov cho biết, Nga đang theo sát diễn biến của cuộc đua Tổng thống ở Mỹ và Điện Kremlin cũng làm như vậy đối với tất cả các nước lớn khác trên thế giới. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, đối với Nga, việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu. Chỉ vài giờ sau khi được Tổng thống Joe Biden đề cử, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhanh chóng giành hàng trăm phiếu đại biểu ủng hộ. Theo số liệu thống kê được tờ The Hill công bố, tính tới tối 21 tháng 7 theo giờ Mỹ, bà Harris đã giành hơn 531 phiếu đại biểu. Dự kiến, bà Harris sẽ cần ít nhất 1.968 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên đề cử của Đảng Dân Chủ. Được biết, toàn bộ số phiếu đại biểu trên của bà Harris tới từ 6 bang Tennessee, Nam Carolina, Bắc Carolina, New Hampshire, Florida và Louisiana, trong đó bang Florida có số phiếu đại biểu ủng hộ bà Harris cao nhất với 224 phiếu, tiếp sau đó là bang Bắc Carolina. Người đứng đầu Đảng Dân chủ ở Bắc Carolina, bà Anderson Clayton, viết trên mạng xã hội X: "Hôm nay, toàn bộ đại biểu của Đảng Dân chủ ở bang Bắc Carolina đã làm nên lịch sử. Chúng tôi đã nhất trí bỏ phiếu quyết định ủng hộ việc đề cử bà Kamala Harris trở thành Tổng thống Mỹ. Tôi tự hào về đảng của chúng ta." Ở một diễn biến khác, nhóm chiến dịch của bà Harris tuyên bố quỹ tranh cử đã nhận được gần 50 triệu đô la Mỹ chưa đầy một ngày sau khi ông Biden lên tiếng ủng hộ. Tờ The Hill dẫn lời phát ngôn viên nhóm tranh cử của bà Harris, Lauren Heath, cho biết từ lúc Tổng thống Biden lên tiếng ủng hộ bà Harris vào chiều 21 tháng 7, người dân Mỹ đã quyên góp được 49,6 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của bà. Theo nhận định của The Hill, lý do khiến quỹ của bà Harris nhận được sự ủng hộ về tiền bạc nhanh tới như vậy là bởi Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó tuyên bố sẽ không tái tranh cử đồng thời điều này cũng phản ánh bà harris là sự lựa chọn khả dĩ nhất để thay thế ông biden